Chúng ta cùng nhau đi sang cấu trúc kế tiếp. Đó là mẫu xác nhận thông tin có phải chấm chấm không. Chúng ta lấy từ câu khẳng định N1 đi với trợ từ và N2 đi với this. Chỉ thêm trợ từ cá ở đằng sau và cuối câu vẫn có dấu chấm tròn. Câu khẳng định đi với trợ từ cá. N1 và N2 đi với trợ từ cá. Áp dụng cho tất cả các câu ở trong tiếng Nhật trong từ câu khẳng định đi với trợ từ cá đều mang ý nghĩa có phải cái gì gì đó không. Đi đếch cá. Nếu đúng trong câu trả lời, sẽ trả lời về hay. Đây do là câu danh từ cho nên khẳng định lại như vậy. N2, this, đúng, N2. Hay mang ý nghĩa là vâng, phải, đúng. Không đúng, không phải sẽ là phủ định đi. Yeah. Và phủ định cho nên chúng ta đi với phủ định của this chính là ja arimasen. Cho nên chúng ta sẽ là gì? Nghĩa là không, N2 không phải, cho nên N2 ja arimasen. Hoặc chúng ta có thể trả lời ngắn hơn. Hoặc chúng ta trả lời ngắn hơn, N3 des không là một cái danh từ khác. Ides có. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào luyện tập chi tiết. Mời các bạn nhìn vào luyện tập phần Lenshu B mục 4 trong giáo trình Minano Nihongo. Các bạn nhìn vào hai phần ray ví dụ. Mira-san, Amerika-jin sẽ được ví dụ như sau. Mira-san wa Amerika-jin desu ka? Anh Mira có phải là người Mỹ không? Đây, các bạn nhìn đây, đúng không ạ? America, do đó câu trả lời về hai Amerika-jin desu. Vâng, là người Mỹ. Ví dụ thứ hai. Mira-san, isha. Được câu hỏi là Mira-san wa isha desu ka? Có phải anh Mira là bác sĩ không? Các bạn nhìn lên đây. Anh Mira là cái sha-in, nhân viên công ty. Nên chắc chắn anh ấy không phải là bác sĩ. Nên câu trả lời về sẽ là Ie, isha ja arimasen. Không, không phải là bác sĩ. Ii desu ka? Mira-san, ichi kara nyon made lenshu shite kudasai. Mời các bạn luyện tập từ câu số 1 cho đến câu số 4. Ichi, câu số 1. Chi Yamada, ginkoin. À, đây, ginkoin. Cho nên câu này, đặt câu hỏi sẽ là gì? Yamada-san wa ginkoin desu ka? Đúng không ạ? Đúng, vậy trả lời là gì? Hai, ginkoin desu. Mỗi chữ độ. Yamada-san wa ginkoin desu ka? Hai, ginkoin desu. Nhị. Wato-san, kaishain. Anh Wato là sensei. À, vậy câu này hỏi và trả lời sẽ là Wato-san wa kaishain desu ka? Không phải, đúng không? Vậy là gì? Ie, kaishain ja arimasen. Mỗi chỉ độ lên xuống xin mạng sổ. Chúng ta cùng luyện tập lại. Wato-san wa kaishain desu ka? Ie, kaishain ja arimasen. Sam, Tabapon-san, sensei. Chúng ta nhìn lên đây, anh Tabapon là gakusei. Vậy đặt câu hỏi và câu trả lời sẽ là
Tababon-san wa sensei desu ka? Ie, sensei ja arimasen. Mochiro, renshu shimashou. Wato-san wa sensei desu ka? Ie, sensei ja arimasen. Nyon. Sumito-san wa doichijin. Các bạn nhìn lên đây. Sumito-san doichijin. Câu hỏi sẽ là Sumito-san wa doichijin desu ka? Đúng không ạ? Đúng. Vậy là gì? Hai doichijin desu. Mochiro renshu shimashou. Sumito-san wa doichijin desu ka? Hai doichijin desu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập về câu xác nhận thông tin có phải ... Trong phần này chúng ta sẽ luyện tập về xác nhận tên. Đây là một đặc điểm vô cùng các bạn cần phải lưu ý khi các bạn sang Nhật. Ở Nhật được gọi là kakunin. Cái việc kakunin là xác nhận ở Nhật vô cùng quan trọng. Để xem là cái việc mình lắng nghe của mình có chính xác hay không. Và các bạn lưu ý khi các bạn hỏi tên của người Nhật hay bất cứ một thông tin gì đối với người Nhật, các bạn đều phải xác nhận lại, kakunin lại, idesuka. Và ở trong phần này chúng ta sẽ hỏi về tuổi, chúng ta sẽ hỏi về tên và xác nhận tên. Mẫu luyện tập sẽ như sau. Shichire desu ka onamae wa? Xin lỗi, bạn tên gì? Bạn Bi nói ides. Ri-san desu ka? Ie, i desu. Nội dung đoạn hội thoại này là: Xin lỗi, bạn tên gì? Tôi là i. Ri-san desu ka? Bạn là Li à? Không, tôi là in. Để tránh nhầm lẫn khi gọi tên một ai đó, việc xác nhận tên vô cùng quan trọng. Các bạn hãy luyện tập ví dụ này bằng với việc chọn với bạn của mình đưa ra những từ liên quan đến gạch chân tương tự giống nhau. Idesu ka? Bây giờ các bạn hãy nhìn An và Bình cùng luyện tập. Shichire desu ka onamae wa? Xin lỗi, bạn tên gì? An desu. Tôi là An. Bạn ấy sẽ xác nhận lại như sau. Bạn nghe không rõ. An san desu ka? Hai, An desu. Bạn tên là An à? Hay An có phải không? Đúng, là An. Luôn luôn phải xác nhận thông tin. Idesu ka? Luyện tập mẫu hội thoại kế tiếp. Shichire desu ka onamae wa? An desu. Các bạn nghe xác nhận lại này. An san desu ka? An san desu ka? Ie, an desu. Ie, an desu. Đến phần này, các bạn đã rút ra được bài học gì cho mình trong phần này chưa ạ? Luôn luôn xác nhận thông tin để chúng ta thu lượm thông tin chính xác. Idesu ka?